inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. Quý vị và các bạn thân mến, thì trước mắt tất cả các quý vị và các bạn là cái hệ thống máng để cho là điều ăn của bên mình nhé. Hôm nay thì bên mình sẽ làm một cái máng mới thay cho một cái máng đã bị hỏng, và mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách mà chúng ta làm một cái máng cho đà điểu ăn nhé. Hết sức là đơn giản thôi, ai cũng có thể làm được. Đây, trước mắt tất cả các quý vị và các bạn là các cái đồ dùng để chúng ta làm một cái máng cho đà điểu này. Ở đây chúng ta nhìn thấy có hai cái thanh sắt nhé. Hai cái thanh sắt này là thanh sắt hộp vuông 16 các bạn nhé. Đây, trước mắt chúng ta là một cái cuộn tôn này. Tôn này là có chiều dày là 0,6 mm. Chiều rộng là 60 cm, và chiều dài là bên mình đang làm là 7 m các bạn ạ. Đây, thay cho cái tấm này là bị hỏng này. Đấy, tấm này là bị hỏng rồi. Đây là bên mình tiến hành thay thế các bạn nhé. Đồ dùng thì hết sức đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần mấy cái con vít như này. Một cái tô vít như này. Một cái búa này. Một cái kìm này. Thế là xong các bạn nhé. Những cái thanh sắt này là bên mình đang dùng rồi. Thì nó có sẵn cái lỗ ren bắt vít, nên là bây giờ bên mình chỉ việc cho cái tấm tôn mới đặt lên đây và bên mình xoáy vít lại thôi, xoáy cái vít có ren kia vào thôi. Còn nếu mà chúng ta mà cái thanh này là thanh mới hoàn toàn ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng một súng bắn vít nhé, chúng ta sẽ bắn vào đây, hết sức đơn giản thôi. Bây giờ là mình sẽ cùng nhau tháo cái cuộn tôn này ra nhé. Cái cuộn tôn này thì chúng ta ra cái chỗ cửa hàng bán sắt thép chúng ta mua nhé. Thì chúng ta mua chiều rộng bao nhiêu và chiều dài bao nhiêu thì cứ yêu cầu người ta thôi, và người ta sẽ cắt cho mình đúng như vậy các bạn nhé. Đây, tấm này xuống dưới, ok chưa? Mình sẽ đặt chân lên đây một chút này. Bây giờ đẹp chưa? Đấy, hết sức đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đục những cái lỗ ở ria này. Chúng ta sẽ đục những cái lỗ trên đây, và chúng ta sẽ xoáy vít vào cái thanh sắt của chúng ta thôi, là chúng ta sẽ được một cái máng để cho đà điểu ăn thôi các bạn nhé. Bây giờ thì trước khi đi làm cái máng này, tranh thủ uống nước đi găng tay. Mình đã uống nước xong rồi. Bây giờ đi găng tay và tiến hành ra xoáy vít. Công việc hết sức đơn giản thôi. Xoáy vít là chúng ta sẽ có một cái máng. Quý vị và các bạn thân mến, thì cái cây sắt này của mình đã có cái lỗ ren này rồi nhá. Bây giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ đặt cái tấm tôn lên trên, và mình nhìn cái lỗ ren ở phía trên này, mình đánh dấu đúng vào cái vị trí lỗ ren đây. Xong rồi, mình sẽ cho cái tấm miếng sắt này có cái lỗ ở phía dưới này, mình đặt ở đây. Sau đó mình dùng cái đinh này, đinh có đầu nhọn này, mình đặt vào đúng vị trí mình đánh dấu này. Mình dùng cái búa mình gõ một cái. Như vậy là cái tấm tôn của mình nó đã thủng rồi. Và bây giờ mình nhiệm vụ của mình là chỉ việc xoáy vít rồi thôi.
Nhưng mà cái đinh này là mình vừa lấy mình gõ hơi mạnh. Mình gõ hơi mạnh nên là cái lỗ là hơi to, rút kinh nghiệm. Ở vị trí sau mình sẽ gõ nhẹ hơn. Ok. Xong một điểm rồi. Chúng ta sẽ tiến hành ở các điểm tiếp theo thôi. Thì theo mình thì chúng ta sẽ cứ cách tầm khoảng là 25-30 cm chúng ta xoáy một cái vít. Thế là phù hợp các bạn nhé. Chúng ta cứ như thế chúng ta làm thôi. Nhưng ở đây là chỗ này có vị trí sẵn rồi. Ở đây là hơn một găng tay của mình, nó tầm khoảng 25 cm các bạn nhé. Thôi, chúng ta cứ tiến hành như thế thôi. Là sẽ có một cái máng. Đây, mình đã xoáy được 3 cái vít rồi các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ lần lượt là xoáy vít từ đầu này tới đầu kia hết chiều dài. Sau đó là chúng ta sẽ sang cái thanh bên này. Đấy. Lý do tại sao mà hôm nay bên mình không dùng súng các bạn ạ? Vì bên mình không muốn đi mượn súng. Ngày xưa là khi làm cái này thì bên mình có thợ về làm, nhưng bây giờ là khi cái này nó bị hỏng thì bên mình thay thế thôi. Thay thế thì nó cũng đơn giản thôi. Không có súng thì chúng ta dùng cái thủ công một tí, dùng cái tô vít chúng ta xoáy ra, chúng ta đục lỗ và chúng ta xoáy lại thôi. Còn nếu nhanh hơn thì mình sẽ đi mượn cái súng, nhưng mà mình thấy cái này nó cũng nhanh. Nên là mình cũng không đi mượn súng mình làm đâu các bạn ạ. Đấy, đơn giản thôi. Chỉ cần với một cái tấm tôn như này thì chúng ta sẽ có thể làm một cái máng ăn cho đà điểu. Cái này rất chi là bền các bạn nhé, nhìn nó mỏng như này thôi nhưng mà rất chi là bền. Nếu mà quý vị và các bạn dùng nó cả chục năm cũng không bao giờ hỏng được. Nếu mà chúng ta để ở trong nhà không bị nước mưa nó vào. Cái này của mình là dùng rất lâu rồi, và thứ hai là bị nước mưa nó vào rất chi là nhiều. Nên là sau thời gian dài sử dụng nó mới bị thủng, han rỉ và phải thay thế. Thôi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình xoáy nhé các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì cái máng của mình đã làm xong nhé, mà mình cũng đã đưa vào sử dụng rồi này. Đây, cho quý vị và các bạn xem nhé. Đây này, cái máng này có chiều dài là 7 mét các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ đi xem này. Cái máng này có tổng chiều dài là 7 mét nhé. Mọi người nhìn này, ngày xưa là cái máng cũ của mình thì chỗ đoạn này nó hở này. Bây giờ cái máng mới của mình thì nó dài 7 mét thì nó kín cả cái khu vực này luôn. Ngày xưa chỗ này là mình để một cái thùng nhựa đựng cám, bây giờ sẽ kịch ra đây luôn. Đấy, mọi người thấy đơn giản không? Nếu quý vị và các bạn mà không có sắt thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái que tre nhé. Thẳng chúng ta ghép vào, chúng ta buộc đều được các bạn nhé. Đấy, cách của chúng ta làm hết sức đơn giản thôi. Một cái tấm tôn, hai cái nẹp, hai bên, hai đầu là chúng ta sẽ có một cái máng ăn để cho đà điểu hết sức là khoa học và hợp lý các bạn nhé. Đấy, với cái máng này, với cái quy trình kỹ thuật mà bên mình đang áp dụng và chuyển giao cho khách hàng của bên mình, thì đà điểu của bên mình nuôi trong giai đoạn 9 tháng tuổi đến 10 tháng tuổi là trung bình sẽ là 100 cân một con các bạn nhé. Nếu quý vị và các bạn mà áp dụng theo quy trình của bên mình thì 9 đến 10 tháng tuổi chắc chắn đà điểu của quý vị và các bạn phải đạt 100 cân. Còn nếu quý vị và các bạn không đạt 100 cân thì chắc chắn quý vị và các bạn làm sai rồi. Mình không cần quý vị và các bạn giải thích nhé các bạn nhé. Mình không cần quý vị và các bạn giải thích. Hãy chứng minh bằng kết quả các bạn nhé. Đó. Cái video này mình xin kết thúc tại đây các bạn nhé. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có bất kỳ cái vướng mắc gì trong cái quy trình kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng đà điểu, cũng như là khó khăn trong cái quá trình hoạt động kinh doanh đà điểu của quý vị và các bạn, thì hãy liên hệ với trang trại đà điểu Phương Nam theo số điện thoại hotline là 0912 600 611 để bên mình
tư vấn và tháo gỡ những khó khăn cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn. Đây, quý vị và các bạn nhìn đại điện của mình cực kỳ là đẹp luôn. Với quy trình của bên mình hết sức đơn giản nhưng mà lại khoa học và hiệu quả. Đây, máng uống nước. Còn đây là máng ăn cho đà điểu. Hết sức đơn giản, khoa học và hiệu quả. Còn đây là đà điểu của chúng ta đây. Con nào cũng đều tăm tắp 90 đến 100 cân các bạn nhé. Ok.